Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Em cảm giác em bị gài á. Tự là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha. Em kêu chết rồi, cái kèo này nó chua gì đó. Có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi, phải không nào? Thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục, đó chính là giới thiệu về mình. Mời hai em. Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Trên thường gọi, trên mạng gọi em là Gemesis. Em làm ở YouTube, em làm video trên mạng này nọ. Thì em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị, và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ, em đẻ ở Hải Phòng ạ. Dạ, nhưng em sống bên Anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23 tuổi về đây. 23 tháng học xong đại học là em về. Vậy hả? Hèn gì nó cái giọng nó lơ lơ. Em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trời ơi, biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Thuận và tất cả các vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. QL. Dạ. Dạ, mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà đó. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiều nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn thì cũng có nhiều nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Cái tên đấy chắc giới thiệu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, cái lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan như thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Semesis. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi, bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani? Từ thời rất là lâu rồi. Thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật đấy. Thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Cái đấy là nhớ là 2012 à. Thì lúc đấy em mới có chơi game mà lúc em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Ở đó bên anh là em học, rồi khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào? Hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Nó là coding cho game. Thì là computer game design and story development. Vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí. Bởi vì em bị cái là em ở nhà, em sống một mình. Em sống mình từ trước đến giờ rồi. Nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số lên có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Đó là anh biết. Cái đấy là một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi, một cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm cũng rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của nó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc, nó như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất rất nhiều. Và trong Pháp TV đó cũng làm một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời, là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber, giúp mấy YouTuber mới, mấy creator mới.
để biết từ nghề và nói chung tham gia. Bên đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy em đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra cái chỗ cầu thang đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi, vì vợ em nhìn rất là like, và em làm 100% Việt nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để lại ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà, thì em cũng chuyên nghiệp, em đâu dám, đâu nói gì đâu, giả bộ liếc liếc thôi. Em chỉ nhìn thôi, em chỉ có nhìn thôi, nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ. Thường là em về là em không có kiểm tra trên Facebook, em làm social media nhiều mà, thì em không có việc kiểm tra mấy cái app friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại khuyến á, em lại xem, em lại xem qua hết. Em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì lại không có luôn, thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy quen quen, nhìn ra đó đấy là bé mà mình mới gặp đó. Dạ. Như vậy là Xoài Non là người chủ động add fan anh trước. Dạ đúng vậy rồi. Thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game, em cũng theo ngành là theo muốn theo streamer. Lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn, thì lúc mà mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa giờ các bạn phải bắt làm quen đi. Cái em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề, thì mới là về các bạn phải bắt làm quen. Mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền, hai em có phải là cô bé ở sự kiện không? Tôi chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi đúng không? Đúng là ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo. Đúng rồi. Không để cho người ta làm hoài, không được. Không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn. Bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, cái đấy là phải cũng thời gian đấy. Bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau, xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Nhưng mà tức là một thời gian là ngừng liên lạc. Yeah, có đôi thời gian. Câu chuyện là như thế này, nó thật luôn. Cái hôm mà em lần trước em dẫn vợ em đi cho một cái date nào đi, đi ăn đi ha. Thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả, em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi đó. Đủ tuổi rồi. Nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đó em là em bị kiểu là bị đơ ừ, em không biết cái gì luôn. Nhỏ quá, em còn phải kêu là cho anh xem chứng minh nhân dân được không đó. Bởi vì thật sự là em không ngờ, em nghĩ cái tiếng kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ. Đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là vợ em, bởi vì lúc đó còn trẻ quá mà phải về đúng giờ, nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút. Đó, thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò là mình đi công việc đấy. Đó, thì em cũng hơi hoang mang, nó kêu ok mình lịch sử mà kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác như em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha, em kêu chết rồi, cái kèo này nó chua gì đó. Đó là Xoài Non. Mình là mình tính cách khác, nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Dạ. Trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa vì kiểu làm biếng đi ra ngoài, mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Thì là em hay qua với em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? Dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á, thì họ kiểu họ đi. Còn chồng em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh, thì em cảm thấy là người đàn ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng, thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi rụt vô trong xíu, em không có dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng đúng không, dạ, mở lòng ra thì mới thấy là chồng mình được ngon, ngon đúng không? Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau và em cầu hôn cổ đúng không?
Mình em bắt đầu yêu nhau lúc khoảng lúc mà Trang cỡ 17 đúng không? 16 rưỡi đi. Tại vì lúc 16 là gặp nhau xong rồi 2-3 tháng sau mới thích. Dạ, dạ. Lúc mà Trang cỡ khoảng 17 thì lúc đấy em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Dạ, thì đúng năm sau là hôm ngày đám cưới đó là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Thì em là đám cưới liền luôn. Khải liền luôn. Ai nó là lắc xoay lắc. Giờ là xài chính rồi đó. Đúng chưa? Luôn. Anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò. Đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau. Cái nụ hôn đầu tiên là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều. Thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc đấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cu kít, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng, cũng khoảng 67 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn nhưng mà em không biết cách nào được, mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, phòng hờ không có tay để nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải, em như em là người chủ động. Thì như ở trên taxi. Chủ động sao? Chủ động sao? Ở đâu? Cái đấy như anh nhớ đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Taxi à? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên môi. Hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em một khách hàng như thế này, xong cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy, em thấy xong em cũng dạ vợ em để tay em đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại lúc em dữ lắm, vậy mà em dữ mà, cái xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt tay em đây, cái em mới đưa tay em đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng rón rén để đoán tay. Hiếu á thì là một cái người là hoạt động trên social, trên social media là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi, thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Là đã khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ với em nữa, thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường mà em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có. Mặt rất là mỹ mãn luôn á. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Dạ. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11 nay là mới có 4 tháng à. Son quá ha. Dạ. Dạ. Vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Thấy nhiều lắm rồi hả? Có nhiều cái kỳ lắm. Đâu kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em còn rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở chính giữa nhà nhảy múa, la hét hát hò. Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là. Không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Phải kể những mát tật của chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất là em có thể nghĩ tới cái ngủ nhiều. Vợ em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy? Em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy thấp hơn. Mà có phải là được ngày này qua ngày nọ không hay là... Không phải hàng ngày, nhưng mà có mấy khi. Nếu mà có thể được thì sẽ ngủ chính xác bất cứ lúc nào cũng có thể được, đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á. Thì em sẽ dành thời gian cho buổi tối để làm việc. Tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày thì sao á. Em không hợp với ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả. Chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc, xong rồi xem này trả lời kia. Em làm hết trong buổi tối luôn, xong rồi ban ngày thì em đi ăn, đi uống, đi xem phim, đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa. Ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè? Có xấu ăn không nè? Ví dụ như đói bụng á, là có hay la cọc, em không? Cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không? Không là tật của em không. Vậy em có quyền rồi, giờ tới em đó. Em thủ em rất là hay cằn nhằn. Tại vì em cực kỳ ghét ở bừa.
mà chồng em là quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Ờ, là bị đó. Dạ đó. Đúng rồi. Thứ hai nó hay cáu ăn mà hay quạo lắm, mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo, quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở, em có gì không? Cũng đúng trạng thái à. Đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Không, dạ, thí dụ một cái tính trẻ con đi. Ơi. Nhiều khi mà nằm cái meo meo meo. Meo meo meo. Đi chơi cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Năm kế đó. Ơi, dạ phải nghĩ năm kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tải, em rồi, diễn tải nha. Vợ đi mà thiếu vợ vợ chồng đi không được. Mà em đang phơi đồ. Con đã phơi đồ à? Trời ơi đẹp vậy. Em là em ngồi em bị em ngồi xuống thì em sợ em không ngồi đứng dậy nổi. Nhưng mà em ôm hai gối, em kêu kiểu là chấp chấp hai tay như này và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Kiểu nó hơi khó làm một tí với mặt cái bộ này. Ở chung với nhau thì nó cũng tính vợ mình như nào mình cũng vậy. Dạ. Bây giờ mà người ta vẫn là cô bé mà chiều dữ không, nhõng nhẽo không, cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn, một cái gọi đó gọi là nhường nhịn. Nhường nhịn mà nhẫn nhịn luôn không? Cô Mai chú lè chú lét á, có như là sao không có đâu, em rất hiểu chuyện luôn. Em hiền lắm, em kiểu như khi em nhõng nhẽo thì dám hỏi thì hai vợ chồng có về ở chung với nhau, thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á, chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng hai tiếng rồi đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? À, bọn em đang thả luôn đó. Dạ, dạ đang luôn. Ôi vậy hả, là dạ, coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích cái em bé đâu, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Cory ạ. Cory đúng không? Dạ. Trời chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà đúng không? Cưng nhất nhà, cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng hả? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là như nó mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình như đó mình thích quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bao giờ muốn. À, cứ để nguyên. Dạ, dạ. Nếu mà em tự thay đổi đi thì cái tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ, chính xác. Còn này và vợ em hay không? Dạ. Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy, tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được thì tốt, tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em ạ. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Hợp cả. Thực sự chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ, lắm. Cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Dạ. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim, và thậm chí nha, bé này cũng hợp, mà xem xít cũng hợp luôn nữa. Đó phim thì, như xem xít. Em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước thì em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đẩy lên kiểu TV cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị dối. Tại vì cái em không học tiếng Việt. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì là anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên TV. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ là hiện thực. Đó là em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn rồi. Dạ ngon. Ngon lắm đúng không? Tại vì thơm. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả con? Dạ. Thôi bây giờ mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Hoàng ạ.
con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm make up. À, làm make up hả? Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết. Dạ, không có ấn tượng gì. Tại vì một... các xa ngồi xa lâu, gặp thì nó cũng ấn tượng gì. Thực sự cái đó là có. Tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. À, cúp cua. Con thì cua. Hay điểm danh. Điểm danh đó là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sau nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn đấy. Mới đầu là để ý cái tên là việc cúp học. Rồi đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao á. Cái bị sốc không? Ông ảo tưởng, ông tưởng cho đâu là mình thích ổng hay gì. Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ, dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ và bạn dựa vô vai con trên quãng đường mà từ Phan Thiết về tới cái Bình Dương. Thường mà ngủ mà dựa vô vai như vậy, rút như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không. Biết ngay luôn. Dạ, lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có con. Tại vì bạn này theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng nữa. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Đàn lắm đúng không? Tại vì thơm. À, người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp chứ. Cái tự cho thấy nó chắc. Mê luôn. Là con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê không được đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Giờ thì cũng có nhắn tin. À. Thì cứ nhắn tin như vậy một thời gian, cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, mình đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân Một nơi tụi con học. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng 3 tháng sau. Ủa? Đâu, đừng có mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Con tỏ tình ở nhà, cái phòng trọ của bạn này, bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men để tỏ tình. Dạ. Cái lúc đó thì con xỉn rồi, con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó, cái con tỏ tình là con hết thương. Con bổ sung thêm giây phút này. Ông vừa mới nói xong cái tự nhiên ông kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ông say á, cái ông ra hết, ông nói luôn. Dạ ông vừa mới cầm hết thương cái ông làm vậy lên, lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao, là hết hay là không hết. Có nghĩa là vừa tỏ tình ta xong là ói liền, giống như nhìn vô mặt cái mắt ói. Dạ ói đúng rồi, kiểu như con mình bị tổn thương nó trời đất, cái mặt có mắt ủa sao cho tự nhiên nhìn tôi ăn nói vậy, tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi, mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa. Mà nhiều nữa. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói, bị trục trặc. Dạ rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên kéo dài bao nhiêu lâu? Kéo dài bao nhiêu lâu? Tới bây giờ khi tụi con đã cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm, 4 tháng và 20 ngày. Wow. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn rồi có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Còn có giận nhau thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải lo cho công việc. Đi đâu? Đi đâu? Đi Nhật Bản. Là hai đứa điên lượt hai hả? Đứa cùng đi làm mà bên đó. Dạ, dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng.
À, dạ. Nhưng mà hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Ở dạ. bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi sát nhau cũng xa. Không nhưng mà đi xe lửa thôi đúng không? Dạ. Đi xe lửa đây cũng để gặp nhau thôi. Dạ, đúng nhưng rồi. Mà các con đi qua bên đó là làm việc gì bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. À. Chồng con thì làm về nhôm cửa. Nhôm. Dạ. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó chỉ là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm á thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết. Bữa trời mùa đông á, tuyết không có tuyết. Dạ, tuyết thì nó rơi dày nè, phải bừa tuyết mà đi. Mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy. Nó đẹp. Đẹp rồi. Kể lại thấy đẹp quá em. Dạ, rất là đẹp. Từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ, con về là tháng 7 năm ngoái. À. Là cứ tháng 6 7 năm ngoái đúng không ta? Năm trước ta, năm trước. Năm trước. Năm trước nữa. Dạ, một trước năm dịch mà, đúng không? Đó. Về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ. Cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian. Rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì... Dịch. Qua Tết chả không? Không phải dịch mà là chia tay á. Cãi nhau chia tay. Ồ sao vậy? Lý do gì? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đã chẳng hỏi chứ, dạ, kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy hai năm thì không có cãi nhau lần nào. Trong cái khó khăn thì không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau, làm như gần quá cái nó gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ sao? Đúng. Nhưng mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích không? Vì người ta phải lo tiền, ta cứ cưới vợ. Dạ cái lúc đó không phải là con không quan tâm vợ mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình. Nên là không còn được như cái lúc hồi bên Nhật. Nhưng mà cuối cùng thì các bác con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Dạ. Rồi dạ. Thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị ạ. Tới cái trang này nó chuyển qua cái trang gọi là thực tế phũ phàng. Thực tế phũ phàng. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng á. 6 tháng. Dạ. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu cái... nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó, đâu nè coi có tật xấu gì không kể, cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít nhưng mà chủ yếu là rất là bề bộn. Với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt với lại bây giờ cũng đang có em bé. Nên là mệt rồi cứ văng chỗ này một cái, chỗ kia một cái. Dạ, mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. 4 tháng, rồi, chúc mừng như vậy là coi như không cho là tật xấu. Không là tật xấu luôn. Không phải, giờ tao lo này thay đổi không nữa. Không phải, tao mệt, nội tiết tố, tao thay đổi, tao mệt. Thôi ủng hộ. Dạ, từ trước đó cũng có, nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. Nó dựng cãi chày cãi cối. Nó dựng cãi chày cãi cối là giờ nó bừa bộn. Thôi, vẫn rồi, chấp nhận, rồi. Tật xấu bừa bộn. Dạ. Sao nữa? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau, rồi nấu trước con ngoài sau, con dọn tiếp sao. Đó là vừa bộn đó rồi. Dạ. Sao nữa nè, còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố thay đổi rồi. Thôi nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. Dạ. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không, có cằn nhằn em không? Dạ có, cái gì mà không vừa mắt là cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi còn gì nữa, ghen tuông đồ bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ, tại vì cái tính mà bạn em ấy vậy. Tức là ghen đàng hoàng chứ không phải ghen bậy bạ đúng không? Bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy. Chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì, con là kiếm chuyện với con. Cái đó là ghen bậy bạ. Dạ. Nhà con phải xác định vô cái là ghen bậy bạ. Ghen vô thưởng vô phạt. Ghen cảm tính. Thôi vậy đó, Facebook luôn đi. Cái đó là rớt ra những ngày khó ở mới vậy. Nhưng nhà bình thường rồi. Bình thường cũng vậy luôn. Ngày bình thường họ con không sao. Tới con đó. Tại vì cũng quen lâu rồi á, tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái tật xấu là nóng tính. Có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói
con mệt. Cái con nằm con phụ nó không làm gì hết trơn. Xong bữa đó không biết ổng bị gì, xong ổng khó chịu. Cái ổng kêu là sao mà nghét gì mà nằm mệt rồi như này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy. Cái ổng la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá. Cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại. Xong giận nhau, tại vì con thấy là ổng không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu. Cái đó là tại không phải vì con không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như hoại vài mà mình không làm gì được mình hết cho vợ. Mình sốc ruột quá đúng không con? Sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết. Mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được rồi ấy này kia, vật vờ, mình rất là khó chịu trong khi mình không biết để làm như thế nào để cho hết. Hết đó, đúng không? Mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là trở nên cái gì là gây gây ra chuyện đó. Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nghe. Đúng rồi. Biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. Nghe con. Rồi sao nữa nè? Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á, không có 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ ai tặng quà tặng hoa và nói những lời yêu thương với con? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi, tại vì tập nói cho con á nên là nói luôn cho vợ. Dạ rồi về tập luôn đi con, tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi. Bây giờ tập bắt đầu mua đồ tặng rồi đó. Rồi bây giờ nè, mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ con chỉ có một mong muốn là có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói để có lúc đó con không phải bị khùng nữa, con chửi sản á. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. Chỉ có cái tật đó thôi. Dạ. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á sau này á mình sẽ có con, mà con biết không, khi mà mình có con á cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè, trong lúc làm này á thì cái gì phải tiếp theo nè. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Và phải cực kỳ gọn gàng, tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình mong muốn liền. Con phải tập cái đó. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Đó là như vậy. Rồi. Cảm ơn hai con. Từ đầu tiên á là một bờ mông rất là to. Thấy cái mông to à? Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Dạ rất là thích cái mông to. Đu đi uống phơ. Xin ba mẹ đi uống phơ. Cái gì? Là con nghĩa là uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Ê, ngồi bên đây. Đây, trời ơi, một cô bé trẻ trung, hiền hậu đúng không? Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Chị đi, chào, anh chị đi. Ừ. Lại. Rồi, bây giờ sao? Có cơ hội hợp gì không? Xin chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, mời em thôi, cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung. Quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Bình Định. Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu à? Đi xíu hả? Dạ. Mời em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Ôi, trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Đoán nữa, đây anh tài xế. Tài xế chắc là đi lại đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc rồi giờ gặp một cô bé ra giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Dính đâu. Có gì em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được lắm. Chị phải dẫn đi là Mai. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà và kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi cố gắng chị anh ơi, theo chị đi ra rồi đó, phía vợ. Để
dẫn vô nhà con gái không tốt được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền dạ. Đúng không? Cũng được. Chứ sao được dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè không nói chuyện hay là nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình rồi, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Lên xuống làm gì? Hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại em cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em gặp anh này em thấy sao? Để gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Ừ. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi, anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À thấy cái mông to à? Dạ. Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy. Dạ khoái. À, khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể dạ. Đứng lên cho anh coi. Xây dạ. Một vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay dạ. Ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay ra. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, chăm 7 tháng chăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy à. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình nên chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về ra ra đêm đêm show ra tiếp ra tiếp nữa. Là sao là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là đêm show ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đu đi Ufer. Xin ba mẹ đi uống phơ. À cái gì? Là con nghĩa là uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. Cứ qua ở nhà là rủ uống cà phê rồi đi uống cà phê. Dạ. Uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày đi, hôm sau là đi uống cà phê luôn. Luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào mà hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. À. Yeah. Hiểu không? Nhưng mà đi làm ông anh bảo kê. Ghê. Okay. Yeah. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Cho hai đứa. Hai đứa vô quán. Giới thì lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với mồ côi, với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô cà phê anh có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có dê. Không có dạ. Giống cái ông trước. Ờ không nắm tay nắm chân luôn. Ừ. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ cho tới ngày cưới dạ. Luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Về à khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. À đi là có nghĩa là sao cái bữa đó đâu, sao cái bữa đó luôn. Là đùi đùi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đặt mình chi mấy ngày sau là đi chơi vậy. Quen rồi là anh ngồi trước anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Ở phía sau cái gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là hiện tại đó, hiện tại đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không nhột mà thích nha. Dạ. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn cứ đi lái rồi đi cầm tiền rồi. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà thôi. Là bỏ tay ra tới nhà. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Là ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? À. Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Khoảng 20 ngày là đến hôn ạ. Gần tháng gần tháng luôn. Dạ, gần tháng. Là đã đến hôm rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai đồng ý hết, hai vui vẻ cáp cho hai đứa luôn. Dạ. Dạ.
À, rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là. Dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, như là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ. Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Chầm mấy? Chầm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi xài. Đi ra mà. Bây giờ cho xem một tấu gì ở đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo, mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, nó chậm chứ là chồng mình là không biết nhiều. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thực ra bây giờ người dễ ta gặp. Không, cái vô chat đó, bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có được. Đúng không? Mới ngủ luôn. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Để, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau qua Zalo. Vậy mà không, bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Làm như là quen hơi đó, quen giọng đó. Đó, nghe cái giọng. Là về phải luyện à, chứ luyện không được. Chồng nghe lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì vậy? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe. Cưng quá. Thật thà dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là xứng luôn. Tao không cần. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Mà khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy làm sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Sau cưới là mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới rồi khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Thôi cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Rồi đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau. Nhưng mà sao chung? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không.
Vậy hả? Không có, vui trời quá, đợi, nghĩ vui vẻ quá mà. À, rồi bây giờ là coi như là ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bơ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trợn mắt lên. Trợn mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình về lại. À, mình đi ra ngoài chút rồi mình về. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Làm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Rồi em đi em cắt. Ừ. À. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. À, hay quên, hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đó con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn, cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thoại là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa, nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được. Dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày một ngày uống 2 ly được. Ôi anh à. Uống có 1 ly. Buổi sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á, là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Em uống bò sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Ừ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không, để chỉ cho, để chị chỉ, tin chị đi. Có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi gì nữa sau nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm. Cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi, đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều. Với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi đang nói mà em chen vậy, chen vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á, nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại bỏ em đi chơi luôn. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm đấy ạ. Tăng này. Tắt à. Dạ, có dạy quánh lại không? Sao quánh được? Giờ sao quánh đâu quánh được đúng không? Vợ. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gườm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Đúng không? Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào? Thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa ghen hả?
anh cứ cho qua chuyện. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải tật xấu đâu. Tốt. Đường ruột tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó. Lần đầu tiên người ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng gì nó ốm. Dạ. Thiệt mà nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm à. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi, bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bớt chơi game, lo việc nhà. Là kinh tế thì ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game quá không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nói chơi game đó. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là à mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắt hột quá đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắt hột bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Này đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. À. Được gần 3 tháng. Dạ. Mà 3 tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. Bây giờ là có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không, mốt con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho. Dạ. Mình đỡ cực, hiểu. Dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này này kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt, dồn bắt ổng, hiểu không. Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ đó, một công đôi chuyện mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều nguy hiểm lắm á. Rất nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn à. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con tròn con vuông. Dạ vâng ạ. Rồi giờ mình bốc thăm nha. Bốc thăm.